ได้ก่อนนะให้ได้ก่อนเลยก็มันให้บิดจ้ะเจ๊เอาหายก็เรื่องหายก็น้ำมาผมเคยจ้ะนี่ก็ช้างอะไรที่เจอบีนี่ก็ที่ดีก็หมดเปลี่ยนเล่นด้วยอ่ะหมายเปลี่ยนหลายหลายหลายlên đây bắt gà xuống cho anh nhanh hơn đi lên mau lên cha mà cha đang phải gạo chưa con xin chào cha. Vâng, chào. À, tiện thể hôm nay con tới giáo xứ Cà Đầm. Dạ. Con muốn biết là hôm nay cha đi làm những gì ở trên cái miền này. Dạ. Các anh này cái giáo xứ của chào cha. Ừ. Giáo xứ của chúng con là cái giáo xứ thì nó không đông người lắm nhưng mà trải dài trên cái địa bàn rất là rộng lớn. Trên 3 huyện. Cái đường kính của giáo xứ khoảng cỡ trên 60 km đường kính và có 6 giáo họ và cũng như có 2 giáo khu nữa thì rải rác ở trên 3 huyện đó. Và đường sông đường đi đường thì rất là cách trở mỗi họ một nơi. Và cái đời sống kinh tế thì cái vùng đây cũng rất là khó khăn. Thì thứ nhất là đối với vùng dưới những gia đình ở dưới sông nước ấy thì làm cái nghề trước đây thì cũng xúc cát thuê cho người ta khi có xe, nhưng hiện tại bây giờ mấy bãi cát thì họ đã cấm bởi vì họ không cho lấy cát ở các cái dòng sông, chỉ một nơi, một huyện chỉ cho lấy một hai điểm bên đâu, nhưng mà không thuộc cái địa bàn chỗ này. Cho nên bây giờ lấy cát thì người dân cũng không còn để thuê nữa. Cái duy nhất cho họ là bây giờ chỉ đi đêm thì đánh cá ở dưới sông, nhưng mà cá thì bị chất độc của các nhà máy, chất thải của nhà máy ở thượng nguồn. Nó thải ra cho nên cá chết rồi, thủy điện nó cũng ngăn cho nên cái dòng sông nước nó không có to, không có cá nữa. Để tối ra thì một đêm thì người ta đi đánh cá thì chỉ kiếm được 20-30 ngàn thôi. Nó tương đương với là $1. Vâng, tương đương với $1. Còn nếu mà xúc cát ấy, thì xúc cả có xe thỉnh thoảng, nhưng bây giờ cũng hiếm lắm bởi người ta cấm rồi, mấy ngày hôm qua từ nay thì đi là người ta cấm rồi. Còn trước đây ấy thì nếu mà hai vợ chồng khỏe thì xúc một ngày đó thì hai vợ chồng được khoảng cỡ 60 ngàn, thì chia ra mỗi người chỉ được có 30 ngàn một ngày, tức là $1.50 thôi. Yeah. Còn nếu mà giỏi lắm thì được 80 ngàn, thì được $2. Đó là ngày nào khỏe lắm thì giúp nhiều lắm được $2. Nhưng mà đó là trước đây, còn bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ người ta cấm người ta không cho. Thì tối thì chỉ có tranh thủ thì đi đánh cá. Còn những con em mà nó trẻ trẻ một chút thì nó có thể đi làm chỗ này chỗ khác nơi khác. Thì bởi vì nhưng mà cái đồng lương cũng không có, bởi vì đây con em ở dưới cái họ cái khu vực cái thuyền là gần như là không có chữ. Cho nên là có công ty mà để mà có được cái lương nó khá một tí thì người ta không có nhận. Người ta không có nhận. Còn hiện tại thì các em ở dưới dòng sông đây thì chút nữa chúng ta đi xuống chúng ta sẽ thấy. Sẽ thấy mà họ cũng không ở liền với nhau hết, cứ từng cụm một thôi. Thế này chúng ta cũng không có thời gian đi nhiều, chỉ đi một cụm thôi. Thì đối với các con em thì cũng đa số là mù chữ rồi. Chẳng hạn như em có 7 em giúp lễ thì chỉ có 2 em biết chữ thôi. Trong đó thì chỉ còn có một em đi học, còn một em thì cũng điều kiện cũng bỏ học cả rồi. Rồi cùng lắm hiện tại bây giờ các em đang những cái số mà nó trẻ hơn mới vào lớp 1 đấy thì
tương lai thì các em nó chỉ học được một lớp 1, lớp 2 cùng lắm đến lớp 3 thì cũng không có điều kiện để đi học lên nữa, thì cũng phải bỏ học thôi. Bỏ học thì cũng xuống đi thôi, thì nó không có thì cũng mò cua bắt ốc, may được con nào thì bán được một vài nghìn nữa thì cũng cùng với cha mẹ nữa thì cũng may lắm thì cũng chỉ đủ tiền gạo vậy. Chứ còn cuộc sống thì cũng rất khó khăn. Em cũng thường xuyên thì cũng phải kêu gọi ở đôi khi hội nhóm từ thiện này, hội thiện này kia, thì đôi khi năm thì có thể thỉnh thoảng thì cũng cho giúp tí, cũng tượng trưng động viên vậy thôi, chứ cũng không thấm được đâu. Thì cái nguyện vọng em thì mới về đây được từ tháng 10 năm ngoái, hôm nay thì được gần một năm. Thì trước đây đối với giáo xứ này thì 55 năm là không có linh mục quản xứ. Thì cho cái thời gian từ cái ngày chiến cách mạng đất nước, từ ngày chiến tranh đến giờ thì nó rất là khó khăn, từ đó cũng không có các linh mục để có thể quan sát trực tiếp. Để đối với đời sống thì sống xã hội ở đây thì thực tế thì nó vẫn có cái sự, bây giờ thì cũng đỡ, nhưng mà trước đây thì nó có sự phân biệt ở vấn đề tôn giáo, vấn đề xã hội thế này khác, cho nên bà con thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thì đối với em thì em về đây thì gần một năm thì em thấy cái khao khát mỗi một lần đi dâng lễ phục vụ bên kia, bởi vì đi đường vòng cái cầu kia thì xa lắm, thì phải đi qua thuyền thì cứ nhờ họ lên họ chở lên đi xuống đấy. Thì mỗi một lần đi về, đi qua mấy lễ xong đi về thì phải cảm nói là mình rất là ngậm ngùi, bởi vì cái cuộc sống của người ta nó không xứng đáng là một cuộc sống của một con người không được đầy đủ như người khác, thì cảm thấy rất là ngậm ngùi. Và quả thực là có những lúc thì phải chảy nước mắt kể như thế, cái cảnh ra nó khổ sở, nhất là con em nó không biết chữ, không có chữ. Thì ngày trước đây ấy, thì em cứ nghĩ là người ta không biết chữ chỉ đơn giản là người ta không biết đọc biết viết, nhưng mà gần đây thì khi làm việc thì em mới khám phá rằng, tức là người ta không biết chữ thì đồng thời người ta không có suy nghĩ, không có tư duy, người ta không có tư duy logic, và người ta cũng không biết tính toán gì cả. Chứ không chỉ đơn giản là người ta không biết đọc, người ta không có cái nhìn nhận, để người ta cũng không có cái phán đoán, người ta nói cho người ta hiểu một cái gì là rất là khó, bởi vì người ta cái khả năng nhận thức của người ta nó không có, cho nên cái đó là mình thấy nó rất là khao khát. Em cũng muốn là sao cho nó người ta có một cái bởi vì người ta không, đời sống là một để cái nhất là để cho người ta có, bởi vì em thấy cái không có chữ rất thiệt thòi đối với người ta. Đôi khi ra làm người ta trả cho bao nhiêu mình cũng chẳng biết, là mình cũng chẳng biết là phải tính toán như thế nào cả. Thì em cũng muốn, mong muốn là đời sống kinh tế thì tôi thì cái đó là mong muốn rồi, người ta giúp đỡ cho người ta cách nào cái là người ta có thể có được cái đời sống nó tương đối một chút, nhất là có kiếm tìm. Em cũng thao thức lắm để kiếm một cái ngành, cái nghề gì đó người ta làm tại chỗ, với cái nghề người ta có thể kiếm được khá hơn chút để đảm bảo cuộc sống một tí. Với mong muốn là sao chẳng hạn như em cũng ngỏ lời với nhiều nơi này nhưng mà cũng chưa được, tức là muốn cho xây cho họ một cái ngôi trường, có nghĩa là coi như dành riêng cho con em ở dưới sông đó, để mà mình giúp cho họ giúp cho con em, thì sẽ nhờ chẳng hạn như sẽ các thầy các cô hoặc là sinh viên nó tự nguyện thế này cái kiếp để đến cái chỗ để tập trung các em, để mà dạy dỗ cho các em, để các em biết chữ, xóa mù chữ, thì ít nhất thì mình cũng không mong muốn là được kia học hiểu cao siêu, nhưng mà ít nhất là các em nó cũng biết đọc trừ đọc viết rồi cộng trừ nhân chia những cái căn bản đó, đó là cái vốn này, thì cuộc sống nó cũng cách nào đó nó cũng xoa dịu được cho người ta phần nào. Thì đó là cái sự rất là mong mỏi của em. Hôm nay thì ở đây trên bà con thì tại cái giáo xứ các họ khác thì nó cũng khó khăn, nhưng mà em cũng động viên chút cũng vì tinh thần bác ái tương thân tương ái. Rồi giống như Việt Nam có câu là lá lành thì đùm lá rách ít thì đùm lá rách nhiều. Thì bà con cũng khó thì cũng kêu gọi ngày mùa thì cũng chẳng làm gì, người ta làm nông nghiệp thì cũng chẳng có lãi gì đâu, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nhưng mà cũng kêu gọi tinh thần thì mỗi người họ cũng mỗi người dăm ba cân, mỗi người yên lúa thì tập trung kêu gọi thì để cho giúp đỡ những người thực sự khó khăn hơn thì đi thuyền. Thì hôm nay thì không tập trung được ít, thì cũng mỗi người phát cho gia đình ở dưới sông, dưới đi thuyền. Người ta tập trung đến 50 nhà, hơn 50 nhà. Thì đó cũng là chỉ cái khu vực mới gần đây, cũng có xung quanh đây thôi. Để cho mỗi nhà một yến gạo, một cách là động viên thôi, chứ cần thực ra thì một yến gạo là 10 kg. Vâng, 10 kg đấy. Thì cũng chẳng thấm vào đâu với cái cuộc sống của họ cả. Nhưng mà thôi để nói lên cái sự quan tâm rồi. Thì cũng đó là cái sự cố gắng của mình hết mức có thể, trong cái khả năng của mình, là một giáo xứ.
thì mỗi lần thì cái dịp này dịp khác thì Noel thì đôi khi cũng chưa về, đôi khi người ta cũng cho tí quà hay người khác là tí quà, nhưng mà đó cũng chỉ là tượng trưng chút nào để động viên cho người ta, cuộc sống người ta. Bây giờ mình chở gạo qua bên kia hay là vâng, bây giờ mình chở này xuống dưới kia khoảng tầm 2-3 cây, xuống dưới kia, à, xuống dưới kia, xuống dưới kia vâng, để đi bằng cái đường sông này, bởi vì đi nên mình có đi xuống không? Hả? Có, dạ. Mình sẽ đi xuống. Thì có mỗi lần mà con đi về Việt Nam đó, còn hay tới những cái chỗ này để con xem tận mắt, chứng kiến những cuộc sống khổ của người ta. Thì về bên đó thì con sẽ động viên học sinh, bạn bè. Riêng con thì không nói là con lúc nào cũng sẵn sàng đó. Mà nếu mà bạn bè hay là các sinh viên, học sinh, người nào giúp được cái gì thì người họ giúp. Thì con sẽ cố gắng sẽ trở lại vào trong vòng Noel và sẽ ít nhất cho người ta được một ít để người ta ăn, có tiền để người ta ăn Tết trong vòng Tết năm nay. Có thấy người ta có một chút gạo thì người ta ăn Tết Noel. Và cái là em nói với thầy đó, thì nếu mà người vọng hương xa nhất thì nếu mà bên đó có người khả năng thì mỗi người một tí đó, thì nếu mà có thể giúp cho người ta được một cái mái nhà để tập trung để xóa mù chữ ấy, thì đối với bên này thì nó cũng không là bao nhiêu, không là bao nhiêu, thì nó cũng khoảng tầm em nghĩ thì cũng khó khăn, thế nhưng mỗi người một tí thì có thể làm được, thì nó khoảng tầm 30-40 ngàn tầm đó, thì người ta có một cái môi trường khá là tốt cho người ta, để lâu dài cho người ta, bởi vì thực sự để người ta đến trường người ta có điều kiện để đến trường lâu dài. Nên là họ sống trên sông về đi kiếm xúc cát hay mà xúc cát thì hiện tại bây giờ cấm rồi, nhưng mà vậy người ta làm nghề, tức là đến tối thì họ đi đánh cá, đánh cá mà cá ở đây thì sông bây giờ mỗi một tối như vậy thì tại vì họ chạy thì cũng tiền dầu tiền kia thì cũng phải tầm 30-40 ngàn. Hai vợ chồng đi một tối một đêm như vậy, đi cả đêm, tất cả đêm này, tất cả đêm thì được 30-40 ngàn vậy thôi. Đúng, chỉ đủ tiền gạo để kia chút. Trước đây thì cái bãi cát chúng ta chúng ta thấy cái bãi cát trước đây thì họ cho lấy thì họ xúc thuê cho cái ô tô nó ra đấy chở đi đấy, thì cũng rất là vất vả. Như cái vợ chồng của ông này, vợ chồng của ông này xúc một ngày, vợ chồng này với vợ chồng của ông khác nữa, hai đôi xúc một ngày thì được 6 xe cát, xúc lên xe đó, 6 xe cát thì người ta trả cho được 120-150 tối đa. 4 người trong một ngày mà xúc 6 xe cát là rất vất vả chứ. 40.000 trên này trời nắng rất vất vả trong đời đàn đó. Xe 10 khối 10 khối xe to nó xúc sẻng hất lên xe này rất là vất vả. Thế thực tế không này. Và nhiều khi con cũng thấy là cái xã hội cũng quá bất công cho họ, nhưng mà bây giờ mình là người nghèo mình phải chịu. Lúc là mình nghèo cũng không kêu vào đâu được. Dạ, không kêu vào đâu. Cái tiếng nói của mình nó cũng như muối bỏ biển thôi. Dạ. Cũng chẳng có gì thì họ cũng nó ngoài làm cái gì cái để mà kiếm rác ấy thôi, để mà kiếm rác để bỏ vào túi thôi. Nhưng mà để quan tâm đến những người nghèo thì cũng không có đâu. Em ơi, cẩn thận nhé, không có gạo ướt mất nhé. Đối với con cũng đã thấy là cuộc sống như vậy là bắt đầu tổng được, nghĩa là cái là điểm cuối của cuộc đời rồi, không còn cái gì để mà nói thêm được nữa. À Tuấn ơi, con đi lên kia con mua cho ít mấy bánh gạo đi. Này, cái bánh gạo này biết không, gói bánh gạo đó.